từ năm 2009 đến 2017 là giai đoạn căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên. Chính quyền cựu Tổng thống Obama thực hiện chính sách không đối thoại với Bình Nhưỡng, trừ khi họ dừng các hành động mà Washington cho là khiêu khích. Trong khi đó, Triều Tiên nhiều lần rút khỏi bàn đàm phán để phản đối việc bị lên án các vụ phóng tên lửa tầm xa. Tháng 9 năm 2017, Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 6 trong lòng núi Manthap tại bãi thử Punggye-ri. Đây là lần thử bom nhiệt hạch quy mô lớn nhất của nước này, tạo ra trận động đất tới 6,3 độ Richter. Bình Nhưỡng tuyên bố nắm được kỹ thuật sản xuất bom hạt nhân, đồng thời sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng vươn tới Mỹ. Hàn Quốc và Mỹ tăng cường tập trận quy mô lớn, tình hình diễn biến phức tạp. Giữa lúc này, bất ngờ cục diện trên bán đảo Triều Tiên thay đổi. Trong bài phát biểu năm 2018, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đưa ra thông điệp cải thiện quan hệ với Hàn Quốc, tuyên bố nhiệm vụ hạt nhân của Bình Nhưỡng đã hoàn tất và nhấn mạnh mục tiêu phát triển kinh tế. Tháng 3 năm 2018, Triều Tiên cam kết không tiến hành thêm các vụ thử tên lửa hay hạt nhân và gửi lời mời gặp trực tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump nhanh chóng nhận lời và cuộc gặp lịch sử diễn ra vào tháng 6 tại Singapore. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ đương nhiệm gặp một lãnh đạo Triều Tiên. Phiên họp thượng đỉnh kết thúc với lễ ký một tuyên bố chung. Nhà lãnh đạo Triều Tiên tái khẳng định cam kết của mình đối với tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Đổi lại, Tổng thống Mỹ sẽ đảm bảo an ninh, ngừng tập trận chung với Hàn Quốc trong giai đoạn đối thoại thiện chí giữa Mỹ và Triều Tiên. Tuy nhiên, sau hội nghị, nỗ lực phi hạt nhân hóa không tiến triển như kỳ vọng. Để phá vỡ bế tắc, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un thống nhất sẽ gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh lần 2 tại Hà Nội. Sự kiện được kỳ vọng mở ra cơ hội hướng tới cơ chế hòa bình lâu dài và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.